Rồi với chiếc đờ lông 2000 hôm nay thì em thảo ruột cho các bác xem. Con này thì nó gần như là không tì vết luôn. Đờ lông 2000 Mark 2 các bác nhé. Thảo ruột cho các bác xem con hợp lý rất là gấu. Thảo sẵn rồi. Con này nó hơi bị nhiều ốc. Đấy. Bác nào chốt thì chốt luôn nhé. Đấy. Con này nó chạy hai biến thế nguồn song song nhé các bác nhé. Dòng 2000 này nó có mấy cái đời. 2000 trơn, 2000 Mark 2, Mark 3, Mark 4, rồi 2000 AE, 2000 SE. Đấy là những cái dòng mà về Việt Nam nhiều. SE thì nó còn có hàng mới cơ. Còn con 2000 2 La Mã này nó là hàng bãi của Nhật. Đấy, điện 100V. Nhật thuần luôn. Đấy, các bác nhìn này, mới test đèn luôn. Nhưng con này thì chất tiếng thì đại ý là rất nhiều anh em có thể nghe qua rồi. Có điều là về cái nội thất nó như nào, mặt mũi nó như nào thôi. Các bác lưu ý là cái con này thì nó là thuộc hệ rất là sâu nhá. Nó sâu đến tận là các bác phải tính luôn cả cái cầu loa này của nó này. Cả cái volume nó phải đến rơi khoảng 47. Tức là cái kệ của các bác phải rất sâu. Đấy. Các bác nhìn mặt này, nó là mặt phay nhôm nhá. Mặt phay nhôm xước này, cái lốp này là phay xước. Đấy, rất là đẹp. 2000 Mark 2. Dòng này nó hình như là ngày xưa em có về cả dòng xuất châu Âu thì nó là điện 220, 240. Còn con này nó là điện 100. Đấy. Đánh BY được, chơi loa từ 4 đến 16 ohm. Đấy, trường hợp các bạn đánh BY thì đây, nó đã có cái hướng dẫn để anh em mình đấu BY rồi. Dòng này nó rất là hợp cho những cái dòng JBL này, BB Loop này. Những cái dòng loa cây nó rất là hợp, đánh lực. Những cái dòng loa đời cao ấy, nhìn chung là đánh những dòng đời cao rất hay. Các bác nhìn những cái phần đồng ở dưới đây còn rất là đẹp. Đấy là cái miếng để nó chống nhiễu. Chống nhiễu hai nguồn. Đấy. Đẹp mong manh luôn. Em quay mặt cho các bác ở xa nhé. Các bác nhìn. Cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ làm clip test của nó sau nhé, test âm ly. Nếu chưa có là thích test chất âm thì để lại comment, em sẽ test cho theo yêu cầu của các bác. Rất là luật luôn. Rồi, thông tin chi tiết thì anh em liên hệ số này giúp em nhé. Từ cái lúm rất là đẹp, mặt phay rất đẹp. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.